Thưa quý vị, chỉ vì làm đổ đồ đạc trong nhà mà bé gái 4 tuổi ở xã Tân Trung, huyện Đồng Dơi, tỉnh Cà Mau này đã bị cha nuôi đánh đập. Khi được giải cứu, bé bị thương tích nhiều nơi trên cơ thể. Theo điều tra, ông D và bà H sống như vợ chồng trong thời gian dài ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nhưng không có con. Đến năm 2022, cả hai nhận nuôi bé T. Giữa tháng 10 vừa qua, ông D và bà H chở bé gái về nhà của ông D ở xã Tân Trung, huyện Đồng Dơi, tỉnh Cà Mau để sinh sống. Quá trình từ khi nhận bé gái về nuôi đến nay, ông Đê có nhiều lần đánh con bằng nhánh cây. Sáng 5 tháng 11, ông Đê chở bà Hắc đi khám bệnh. Về đến nhà thì thấy bé T làm đổ đồ đạc trong nhà, nên ông Đê lấy chuỗi lông cán nhựa, đánh nhiều cái vào người bé T gây thương tích. Hiện cho T đã được chính quyền địa phương tiếp cận chăm sóc và an toàn.